Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh Nước Miếng MOBA nha. Thì hôm nay là ngày 15 của bên server 10 và cái nick ạc nước miếng của mình là VIP 5 đó nha anh em. Mà mình đã review về những cái clip trước rồi. Thì cái phần võ học thì mình cũng đã nói cũng sâu qua sơ về cho anh em coi. Thì mình cũng đã có được chiêu đã có bổng là một skill vàng nha anh em. Rồi cái khổng minh quyền là hai skill nè. Và cái quỳnh hoa bảo điển. Đấy, quỳnh hoa bảo điển. Thì cái quỳnh hoa bảo điển và cái thiên hạ vô cẩu thì anh em rất là dễ có rồi. Rồi về cái khổng minh quyền thì mình đã tích lũy được và quay được một tới hai cái, tích lũy được ba cái và tham gia những cái event mình đã lấy được cái skill khổng minh quyền nha. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng lấy được cái skill của âm chân kinh. Đấy, đây là cái hạ quyền nè, là mình đã quay được trước đó. Tham gia event quay mua được một cái thượng quyền. Bây giờ mình đã mua được một cái nam quyền rồi nha anh em. Đây cái nam quyền hồi nãy mình đã mua rồi, tốn 450 luôn á anh em. Đây nam quyền mình đã mua rồi, bỏ ra 450 cái giọt nước cam để mua cái nam quyền. Rồi khi mà mình tham gia cái event võ lâm thịnh hội trước đó thì mình cũng đã nhận được thêm ba skill nữa anh em, thêm ba skill nữa. Đây là cái skill quỳnh hoa bảo điển, phải đây là hộp hộp quà võ học đỉnh nè anh em. Đó anh em có thể chọn bất cứ cái skill nào, skill vàng nào đấy. Còn đây là hai cái chí âm thần công, là anh em sẽ chọn được hai mảnh của âm chân kinh khi anh em thiếu ha. Rồi khi mà tổng kết lại thì mình sẽ đủ nguyên một bộ của âm chân kinh nha anh em. Đây là mình mua nè, bây giờ mình sẽ tích lại luôn. Đấy. Rồi bây giờ của âm chân kinh là mình đã thiếu mảnh bắc quyền đông tây. À rồi ok, bắc đông tây đúng không? Rồi bắc đông tây đúng không? Anh em sử dụng cái túi này nha. Đây sử dụng một cái bắc đi. Kiếm cái bắc trước nè, bắc quyền nè. Xác nhận bắc quyền đông quyền đúng không? Rồi anh em nhấn thêm một cái sử dụng đông quyền. Anh em chú ý nhớ xài một lần thôi nha. Đó anh em nào nhiều ở đây xài lần thôi nha. Bắc quyền đúng không? Rồi đông quyền nè, đấy. Rồi vào ghép thử coi đủ chưa. Bắc quyền nè, đông quyền nè, đấy. Mình đọc về sơ về các skill của âm chân kinh này cho anh em xem luôn. Thì sau khi chiến đấu thì tăng 25 sát thương bản thân vĩnh viễn, duy trì chỉ cả trận. Khi sinh lực mục tiêu đánh trúng thấp hơn 50%, sát thương tăng 30%. Sau khi lượt tấn công kết thúc có tỷ lệ 50%, tăng 25 sát thương của bản thân. Đấy, cho những main chính, cho những tướng chính như kinh cát đồ cầm rất là ngon luôn nha anh em. Tay quyền đúng không? Tay quyền hả? Đây, tay quyền đây. Đó, khi mình tham gia các event cày cuốc nha anh em, chứ này không hề nạp nha. VIP 5 là đứng rồi đó. Đấy thì đây sẽ chọn phần quà võ học, thì mình sẽ chọn cái mảnh chí âm thần công giống như hồi nãy nha anh em. Rồi xác nhận luôn. Rồi hợp chí âm thần công. Đây hồi nãy, ủa hồi nãy mình thiếu mảnh gì quên rồi ta. Đâu rồi? Đây của âm đây. À tay quyền nha anh em, thiếu mảnh tay quyền. Giờ mình sẽ mở phần tay quyền luôn để chiêu được cái skill đó. Đây tay quyền đây. Đó, anh em nào mà đang có những cái quyển này thì anh em hãy tích lại ha. Rồi anh em để nếu anh em có tầm 2-3 cái gì đó. Rồi anh em tích những cái giọt nước cam anh em mở trước đi. Khi nào mà thiếu mảnh nào thì anh em hãy mở ra anh em chọn nha anh em, cho dễ trúng hơn. Đấy. Rồi ok, bây giờ mình đã đủ cái củ âm chân kinh rồi anh em ơi. Ok, bắt học luôn nha anh em. 6 mảnh. Đấy, ghép được củ âm chân kinh. Ngày 15 nha anh em, ngày thứ 15 nha. Anh em nào đạt được kỷ lục cao hơn hãy comment bên dưới nha anh em. Đấy bây giờ mình sẽ lắp cái củ âm chân kinh này cho con kinh cát luôn anh em ơi. Rồi này kinh cát của mình đang xài tiêu dao tâm pháp để tăng nó tăng tới được 100 mấy ngàn máu á. Nhưng mà thôi mình cho nó mang cái củ âm chân kinh luôn đi, cho đam cho nó mạnh ha anh em. Đây trang bị luôn. Đó trời ơi đẹp trai ha.
thuần dương. À, mình sẽ thay cái thuần dương này ra và sẽ cho cái tiêu dao hồi máu cho cái con men này đi. Con men này yếu sinh lý quá. Đấy, đẹp rồi anh em. Đó, mình có thêm cái quỳnh hoa bảo điển nhưng mà cho Hương Nhi xài nha anh em. Đổi hai cái quỳnh hoa này, mình thấy cái quỳnh hoa này với lại cái cụ âm chân kinh này nó cũng na ná nhau anh em, tại nó tăng sát thương 25 cái, tăng 25 cái, tăng 26. Cái 26 này bởi vì sao, hình như nó tăng hình như 25 thì phải, hình như nó tăng bậc 1 á, nó tặng nó cho thêm 1% á. Rồi bây giờ mình sẽ vào đấu trường ha, đấu trường võ lâm tranh bá, mình sẽ đánh một trận ha nha anh em. Hôm nay mình chưa đánh nên mình đã bị rớt hạng rồi. Đấy, bây giờ vào đấu trường đánh một trận luôn. Ừ, ông này tiên thủ thấp hơn mình. Đó, thử sức mạnh của cái củ âm chân kinh nha anh em. Đấy, đây là cái con hàng dược sư rất là có lợi ở trong combat khi mà mình đánh trước ha. Đó, khi đánh trước thì anh em sẽ được loạn được một đứa. Hãy giết con nhậm nhanh cho anh trước anh em. Trời ơi, bị cản nhiều vậy. Ấy da. Giết luôn, giết luôn. Giết luôn, trời ơi, kiếm thánh. Kiếm thánh con Hương Nhi mình nó nổ ra cái skill quỳnh hoa bảo điển thì ở bên con kiếm thánh gần chết luôn anh em ơi. Rồi nha, kinh cát mình đã có nổ lúc đầu rồi anh em ơi. Đây là mình giờ dồn con kiếm thánh trước đi. Trời ơi, không tấn công 4 sao quá anh em. Đây nè, kiếm thánh nè. Mình đã thay con vô hà tử bằng con tiêu giao tăng rồi nha anh em. Đấy, chặt con hoàng dược sư đi ha. Chơi hoàng dược sư chết luôn đi. Không biết nó cho, không biết bạn này cho cái con, cái con nào hồi sinh đây, mang hồi sinh đây. Đây thì này, giết men nè, giết men nè. Giết con men trước. Xì tôn nó, đấy. Trời ơi, men nó trâu vậy. Ui trời ơi, đào, ôi ôi. Con hồng thức công mà nó mạnh dữ vậy. Trưởng tới 60 mấy ngàn máu luôn kìa. Này thì nè, trời ơi. Chết cha rồi, sao bị xịt cái con men rồi. Đập con nào trước đây anh em. Thôi đập con lợn hồ sung nó trước đi. Cho con men nó được sống đi. Trời ơi. Trời ơi, này thì men, ôi chắc, ôi. Này thì lợn hồ sung mang nó cho mang cái hồi sinh anh em ơi. Ừ, đánh đi, nó mình cũng có hồi sinh mà. Đấy. Đấy. Anh em tuyệt đối đừng để chết đứa nào nha, không sẽ bị trừ điểm rất là nhiều đấy. Trời ơi, không tấn công mình gần đi bụi rồi anh em ơi, sợ bị trừ điểm rồi, chiến này không được top 1 rồi. Men hả? Chặt chết men luôn. Trời ơi, men nó trâu ghê chưa kìa. Đúng rồi, hồi máu lên đừng để chết nha em. Nửa cây. Đấy, đấy. Hiệu ứng được con không thức công là bên team nó rồi, xong nha. Bên team nó không có đánh được luôn anh em. Đứa thì choáng, đứa thì loại. Á đù, đánh đường cái kìa. Đấy, không để chết con nào. Đấy, đóng băng luôn. Loạn đứa nào không? Rồi, loạn được con Hoàng Dung rồi. Thôi, để con Hoàng Dung nó bị loạn đi. Mình chơi con này đi. Chơi con hồng thức công đi. Trời ơi, giờ này còn hồi máu nữa. Dứt nó. Đấy, rồi xong, win toàn tập. Được bao nhiêu điểm đây? Không thay đổi, hình như không được cộng thêm. Anh em hình như đánh cái này là có thời gian nữa hay sao ấy. Ok, làm thêm trận nữa đi anh em. Đó, tiên thủ của mình cũng khá là cao nha anh em. Tới 12.000 mấy rồi. Nên mình đánh trước là sẽ rất là có lợi thế ở trong những cái đấu 1-1 này ha anh em. Đấy, loạn được hết 6 thằng không? Loạn được con kinh két là được. Ui chà, chết tôi rồi. Ôi, kinh két chưa loạn nữa kìa. Kinh két chưa loạn hả? Ôi cha, bị cản. Trời ơi, cản nhiều vậy. Kinh két chưa loạn, giết kinh két trước anh em. Đấy, giết kinh két trước là team nó là mất mất cái đem đầu rồi. Trời ơi, nó dồn con hồng thất công kìa. Ui trời ơi, chết tôi rồi. Ừ, dồn đi, nó có hồi sinh mà. Ui cha, trời ơi, nó đánh kinh két.
Rồi 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 rồi, Hồng tấn công mình cũng khá là trâu nha anh em, không có yếu đâu nha. Rồi đấy, nữa không? Tưởng nữa chứ. Ok, sẽ dồn ở dưới đam chính của tụi nó đây anh em. Nguyên một vàng kiếm ở dưới đây nè. Giết luôn. Trời ơi, con tiểu long nữ của nó trâu dữ vậy. Chặt luôn nè. Đấy, đấy. Trời ơi, con sao không choáng. Trời ơi, Khổng Minh Quyền vậy đâu rồi, đấm đấy không choáng, không biết ghê chứ. Né tránh nè, rồi né tránh nè, đó sau tuần thứ hai team của nó còn có 4 đứa anh em. Đấy, kinh trội giảm sát thương nữa chứ. Kinh khác mình đã có lại nộ rồi anh em, mới vừa chặt xong giờ nó có lại nộ rồi. Này thì tiêu bên kia có tiêu giao tăng kìa. Hương Nhi nè, Hương Nhi, đấy, trời ơi mạnh. Bạn này nãy yếu hơn bạn kia rồi anh em ơi. À, mình sẽ chặt con tăng trước đi. Con này hình như có hồi sinh nè. Bỏ hồi sinh vô chắc luôn. Ủa, chưa có luôn. Vẫn chưa có hồi sinh. Vẫn chưa, ô cha, này nó không xài hồi sinh luôn anh em ơi. Hèn ke nè. Đấy, à, anh em đánh được hình như là đỡ mất máu hơn. Thì cái danh vọng anh em sẽ cộng mát lên anh em. Được 150 và sẽ cộng thêm 35 điểm nữa. Đấy. Hồi nãy là mình đánh mất máu khá là nhiều nên điểm của mình nó bị trừ rất là nhiều ha. Chiến này là chắc không được top 1 rồi. Lên được cái bục này khó lắm anh em ơi, hôm qua là hên thôi. Rồi thì đó là mình khoe cho anh em cái tuyệt kỹ võ học củ âm chân kinh, Quỳnh Hoa Bảo Điển và củ âm chân kinh là hai cái nội công nha anh em. Đấy, cộng đam rất là ghê, hai cái này là cho những con tướng chính cầm rất là ghê luôn á. Rồi bên phần võ học thì đã có thiên hạ vô cẩu thì bạn nào cũng có rồi ha. Quan trọng là cái Khổng Minh Quyền này nè. Ngày 14 mình đã có rồi. Ngày 15 thì mình đã sở hữu được cái củ âm chân kinh. Đấy. Rồi về phần cái event, những cái event vòng quay may mắn ở trò và trong phần hoạt động thì mình cũng đã nói sơ về cái những cái event đó ở đằng chưa video trước rồi đó. Rồi thì anh em nào có những cái thắc mắc gì về những cái võ học và những thắc mắc gì ở trong game, ví dụ như là ở trong nhiệm vụ truyền tin đó anh em, đó như ví dụ như di tích dưới đất và hang thần long á, thì anh em hãy đạt được cái level nhất định thì nó sẽ mở cho anh em coi ha. Đây là thiên di tích dưới đất nè anh em, đây là thiên ý thanh, hình như level 52 nó mở rồi. Thiên ý thanh, đây là di tích dưới đất nha anh em, đó gặp dương quá nè, đây là dương quá nè, đấy cha lên ngộ tính lúc này mình chưa làm luôn mới ghê chứ. Đấy, đây là di tích dưới đất ha. Còn hang thần long thì để coi nó nằm đâu, hình như là nó chưa mở anh em ơi. Còn di tích dưới đất thì level 52 anh em sẽ mở. Đây là bên thành đô rồi. Đấy, anh em nào có thắc mắc gì về những cái nhiệm vụ truyền tin mà anh em chưa có làm được đó, thì hãy comment dưới với hỏi mình ha. Mình đã tổng hợp được hết rồi đó. Rồi thì đó là cái võ học củ âm chân kinh ngày thứ 15 mình đã đạt được. Anh em nào đạt được cái này là không nạp tiền nha anh em. Anh em nào nạp thì đạt được thì không nói rồi. Anh em nào đạt được sớm hơn chưa không nạp tiền hoặc là biết cỡ biết năm thôi. Hình như là cái event này là cái skill này là như là nạp VIP những cái ngày đầu thì nó đâu có cho đâu anh em. Mà mình phải tích lũy và làm những cái nhiệm vụ và tham gia event gần full thì nó mới cho anh em được. Rồi thì đó là cái video này ngày thứ 15 đạt được quan chân kinh. Rồi thì nếu anh em thấy hay đừng quên like, share, nhấn theo dõi kênh.